mấy cái ngôi nhà vậy là hả cả trăm mấy năm về trước rồi đó. Rồi xong rồi cổ thì không có được tu sửa lại, vẫn phải giữ đảm bảo cổ vậy. Nhưng mà người ta có quyền người ta bán hàng. Đa phần mà người mua là khách du lịch ở nước khác thôi, chứ trong nước không mua nổi đâu. Đó, đèn lồng nè, lát họ mua đèn lồng đây. Ủa chị, cái đó nó gọi là đèn lồng á. Wow, vui với hoàng hậu quá hả? Đẹp ha. Ủa sao chỗ này nó tắt đèn tụt ngúng rồi chị? Nó ngu à, nhà này cũng đẹp hết chứ ha. Nhìn bằng mắt nó thấy đẹp. Ồ, quán cà phê hả? Mà đa phần chất liệu đây làm là gỗ không hả chị ha? Nhưng mà sao cũng có nhà bằng đá chứ bộ? Có nghĩa là những cái nhà này nó nguyên trọn, người ta để đó người ta trùng tu. Còn những cái này nó lỡ nó sai sao, cho nên người ta để nguyên. Những cái nhà mà nó nằm trong cái cổ rồi là người ta để nó trùng tu lại hết. Nguyên nè, trọn. Nè, cái này nè. Này thấy là con nó còn cũ kỹ nè, da kiếp ha. Đây là đội quản lý khai thác yến xào. Yến xào á? Yến xào. Chỗ nhà này ha, nhà này ha. Đây là cái đội quản lý. Đội quản lý, thấy rồi, đội quản lý và khai thác yến xào Hội An, kiếp thiệt. Xong là đem về đây ngồi chế biến vệ sinh. Em thấy cũng đâu có bự đâu, nhân công vậy sao vô nổi ta, chứ nổi nhân công làm trong đó, nó làm hết từ khâu từ A tới Z luôn. Có nghĩa là người ta chịu lực chỉ vệ sinh thôi, không lội ra cái loại nào tổ nguyên rồi đem nguyên rồi mảnh đi mà phân đi xong rồi cái phân từng loại đó bắt đầu nhập kho. Vậy là đa phần ở đây là người ta đến ta mướn, là để mặt bằng kinh doanh thôi chứ không phải là... Ủa, xe có xe đạp vô được không vậy chị? Xe đạp đi được. Vậy hả? 21 mình đi được. Vậy mốt mướn cái xe đạp chạy ra đây vòng vòng được á. Chị cũng một lần nãy nói chuyện mình hôm qua, tới Cẩm Nam. Lên chùa cầu quá chứ. Ủa nhà này phải cổ không vậy? Sao thấy nhìn tiện nghi vậy? Nhà này phải nhà cổ. Sao cho ra đây vậy? Thì nó nằm trong cái phố cổ nên phải chấp nhận. Giờ này là gần 9 giờ tối. Gần 8 giờ tối chứ 9 giờ là xong phải không? Con nhà này đèn lồng quá trời nè. Này chắc nó bán gì vậy phải không chị? Dạ. Lát hồi mình mua cái đèn lồng nhỏ nhỏ thôi. Đó, có cái nhà này nó cổ, nó vẫn dữ nè. Cái tường nó dơ là dơ nè, không dám nói lớn mất công bị quýnh. Đó, thấy chưa. Ở gì nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền. Đó, cái nhà này nhìn thấy chưa, Đó, dơ từ trên đến dưới luôn đó. Mới tổng chạy xe. Thấy cũng nhộn nhịp quá chị ha. Giờ đã giờ trang lọc. Vậy cái lúc nào mà bình thường mà không có lễ hội thì người ta vẫn bán bình thường không đấy? Thì đây là cũng có lễ hội, cũng có lễ hội. Không, mà bình thường mà không có lễ hội á thì nó đâu cấm xe vô đâu, đúng không? Nhưng mà đa số bên đây một tuần là nó cấm hết 3-6 ngày rồi. Nè, cấm xe mà sao có xe tùm lum này nè. Thì
cấm không cho chạy. À, không cho chạy thôi, chứ còn đã nằm cấm trong thì vẫn... Cấm cả... Hiện tại là phố không có tiếng động cơ. Thì kiếm cái em kiếm cũng đúng thôi, bởi vì phố có động cơ vô nên ồn nó lộn xộn, không có để cho khách đi đường khách đi. Này có cỏ không vậy? Thay cỏ hả chị? Đây, có cái nhà này giờ nữa nè, hay chưa? Chị nát có chừng xe đạp. Cái bà xe đạp nó xém một chút hết chị. Nhà này giống hồi xưa giờ mà của nhà mình hồi xưa mở quận 11 á. Ở bên đây có phải cổ không vậy? Không cổ đâu hả? Cổ hả? Cổ sao nhìn thấy kiên cố vậy? Trông giống như cụ Pháp á. Để lát hỏi kiếm cái nhà nào cũ. Ơi là cũ. Nó trùng tu ấy rồi, nó sợ sụp ấy. Nhưng mà cái đời đó cũng nói đó. Chứ cũng cả trăm mấy năm rồi không? Tại bà lô nó mướn xe đạp nó chạy lần lần. Đây y hình như cái đám hồi nãy nè. Đó đó, mấy cái bà nãy á. Đó, em nhớ cái bà tóc tém đó đó. Có chơi bà chơi nè, có chơi bà chơi nè. Có hả? Có chơi chơi. Là cái chỗ mà có cái cây cái gì cái miếng dán dài dài đó không? Đó đó đó, cái chơi đi. Quay đi. Rồi chơi sao chị? Chị em chơi không? Ngồi đó chơi mất thời gian, muốn đi lâu. Thì phải dò bao nhiêu lâu lận? Thấy một lần chơi nó cũng lâu đó. Này cái này là một trò chơi dân gian. Đâu? Không biết đây có đông không? Ở cái năm em đến đây là đông ơi là đông luôn á. Đâu có không? Có chơi đó. Cái này khác nữa. Cái bữa hôm em thấy đông ơi là đông luôn. Đây đấy. Đây hả? Sao chị? À, mua cái miếng dán đó đó hả? Đó, mua cái miếng dán đó rồi chơi sao nữa chị? Mà khổ này nè. Mỗi người có một cái con cà ba con cà nè. Cái họ bốc giống như bốc lô tô á, bốc từng con. Đúng con nào lũ qua con cà là đúng. Ờ, dạ, gắn lên trên đây hả? Yeah.
Chúng tôi vẫn còn chỗ ngồi rất nhiều à, bởi vì chiếu chúng tôi đăng tải mà chưa có ai ngồi hết.
Xin mời quý vị chúng ta cứ tự nhiên và ngồi thoải mái cho nó đông đến vui. Và sau hội trò này chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ cho quý khách hội tiếp theo. Và xin trân trọng kính mời quý vị ạ. Con gì nó sẽ ra đây mà bà con cô đang cùng nghe tên bài đang yêu tình 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 tan tiền ăn cháy túi thì nàng xa bay đàn kêu tất liền la lay chứ đàn kêu tất liền la lay tiền ăn đầy túi em sắp dài sắp dài dài theo bạn mình nói bạn mình nói là đi con mày vậy là đi con mày vậy ngoài kia có cô gái đàn ông thương màu mộng con lên đây mộng lấy bước đi hồi nãy bảy giây không bảy giây đàn đúng rồi nhìn cái đồng làng đó một cái đàn đồng ai xin nhớ quý vị chúng ta một cô gái mộng con một đàn bổ tay bảy giây và bây giờ chúng tôi chỉ đang được thôi chờ xin mời quý vị chúng ta